Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Bắc Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay là miền Bắc trên kênh nó về được cái con 76. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Và tiếp theo mình dự đoán miền Bắc ngày mai con bạch thủ mình dự đoán đó là cái con 83, con song thủ. Mình dự đoán cái cặp 29 92. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em có nhiều may mắn cho ngày mai.